Xin chào quý khách hàng và các bạn đồng nghiệp nha. Thì hiện tại là bên Nam đang có một số dòng xe 7 chỗ, số sàn có thể là giao ngay cho quý khách hàng. Phiên bản màu trắng và phiên bản màu bạc thì đều có đủ nha. Đây, đây là phiên bản model 2023 mới nhất tại thị trường Việt Nam nha các bác. Đó. Ở 2023 thì về cái bánh mâm thì nó khác hoàn toàn này. Đó, nó được phay vát góc như thế này. Đó, nó được phay vát góc như thế này. Vì nó thể thao nó đẹp hơn nha. À, và cái thông số lốp của nó thì vẫn giữ nguyên thôi, nó vẫn là 255 65 R17, nhưng mà thay cái kiểu cách mâm thì nó thay đổi. Về phía trước thì mặt na răng phía trước này nó thay đổi luôn, nó sẽ không là mạ rôm hay cái nanh mạ rôm nữa, mà nó sẽ là thay vào đó là nó sẽ màu vàng đồng. Đó, nhìn cái xe thì ở về cái phần đầu này nhìn nó hầm hố hơn nha, nó không có là quá sáng. Đó, thì ở phiên Mobideo 2023 thì nó có tăng nhẹ về cái giá niêm yết. Thì niêm yết ở phiên bản 2023 này nó là 910 triệu nha, tăng thêm 10 triệu so với xe model 2022. Model 2022 thì khoảng niêm yết 900, còn model 23 là niêm yết là 910 nha. Đây, hiện tại là bên Nam đang bán cái mẫu này. Đó. Thì ở bản này đang có chương trình hỗ trợ giảm giá từ nhà máy cũng như đại lý lên tới 70 triệu. Đó, thì nếu mà lăn bánh đâu đó cái bản này về dưới huyện ấy, thì nó khoảng tầm 950 thôi. 950 mà bên Nam đang hỗ trợ tặng phim cách nhiệt này, nó sàn cũng như là màn hình luôn cho các bác nha. Đấy, bác nào mà đang quan tâm cái mẫu này thì cứ liên hệ với Nam qua số này là 0355 282528 để Nam hỗ trợ báo giá nha. Rồi, mình lại ôn lại xung quanh xe xem có những cái option hay đặc điểm gì mới ha. Thì ở phiên bản số sàn này thì trang bị sẵn cho các bác là một cái cụm đèn pha bi LED projector này. Đó, có tích hợp thêm giải đèn LED sáng ban ngày ở đây. Thì ở cái bóng điện này thì nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện năng này, cũng như là bền bỉ theo thời gian và tăng cái cường độ sáng, cái góc quan sát rộng hơn cho các bác khi mà các bác lái xe trên đường đi vào đêm ha. Phía dưới thì mình sẽ có một cái cụm đèn sương mù là bóng trắng halogen, bóng này đóng sử dụng bóng LED luôn nha các bác. Đấy. Nên khi mà các bác mà đi ban đêm xuyên sương, đi những cái vùng cao mà có sương mù á thì xuyên sương khá là tốt nha. Bằng chứng là Nam đã giao xe ở phiên bản 7 chỗ này ở trên Đắk Lắk thì thấy xuyên sương đi buổi tối khá là ổn nha các bác. Mặt ga lăng phía trước này, hai anh ha. Đó, sơn màu nâu đồng này, khá là đẹp. Những cái hốc tản nhiệt này, rộng rãi to bản. Đó, mang cái tính sang trọng cho xe. Ở phiên bản này thì các bác chạy kinh doanh dịch vụ là đúng bài luôn nha, khá là tiết kiệm cũng như là bền bỉ cho các bác. ECU thì vẫn bảo hành cho các bác là 5 năm hoặc là 200.000 cây, tùy theo cái điều kiện nào tới trước nha các bác. Đó, mấy anh em dịch vụ là đang rất chia đam mê cái mẫu này. Thứ nhất là bền này, thứ hai là rẻ này, cái thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, mang lại cái thu nhập ổn định hơn cho các bác chạy dịch vụ. Đây, về bánh mâm thì như khúc đầu đã giới thiệu thì nó sẽ phay vát góc như thế này ha. Cái này là phát góc như thế này thì cái mâm này nó đẹp hơn, nó cải tiến hơn so với cái mâm cũ ha. Phía trước và phía sau của nó thì đều là sử dụng thắng đĩa hết nha các bác. Đó, hệ thống treo trước này, lò xo treo sau cũng là lò xo đa điểm luôn. Đây, trên kính lái này góc chữ A khá là hẹp ha, nên là khi mà các bác đánh góc cua thì cái góc lái quan sát của mình nó sẽ tốt hơn nha. Đây, cần gạt mưa tích hợp vòi, sẵn vòi phun trên cần luôn ha. Trên đây thì về gương chiếu hậu cũng gập điện chỉnh điện luôn nha các bác. Đó, tích hợp giải đèn LED ở đây. Phía dưới thì có bệ bước chân cho các bác luôn. Ở phía sau thì nó có phần tiêu hao nhiên liệu này các bác. Đây, tiêu hao nhiên liệu kết hợp là 6.6 lít này, trong đô thị là 7.2 lít, còn ngoài đô thị là 6 lít nha, khá là tiết kiệm. Phía dưới đây thì mình có nắp bình dầu đóng mở được ha. Mình sử dụng dầu là động cơ Euro 5 và chỉ độ dầu là 0.001 nha các bác. Các bác lưu ý với khi mà sử dụng xe Euro 5 nha. Isuzu thì không có xài chất xúc tác nên là các bác phải đổ đúng loại dầu giúp Nam nha. Đây, mâm xe phía sau cũng là sử dụng thắng đĩa hết. Hệ thống treo sau là cho nó so đa điểm nha các bác. Hiệu quả G giảm tốc là khá là thoải mái. Phía dưới thì bánh sư cua này là mâm sắt nha. Logo VUX ECU phiên bản B7 phiên bản số xe. Đó. Ở phía sau thì có cụm đèn hậu này. Cụm đèn hậu này sẽ sử dụng là bằng LED và bóng là bóng halogen ha.
Đây. Nhìn chiếc xe thiết kế mới khá là đẹp nha. Ở phiên bản này thì nó tích hợp sẵn cho các bác là camera lùi ở đây ha. Tích hợp sẵn camera lùi đây. Nên các bác không phải gắn thêm. Ở phiên bản Isuzu này về trang bị nội thất thì cái màu da này nó cũng bọc mới hoàn toàn luôn, nó sẽ đổi thành ra là màu từ màu nâu, nó sẽ chuyển sang là màu nâu cà phê, nó sẽ sậm màu hơn một xíu để nhìn chiếc xe nó đậm hơn. Đây, một số các thanh viền này cũng mạ màu nâu luôn ha, nâu xanh. Trên đây thì chỉnh gương gập điện ha, một số các phím bấm, cái khóa lóc cửa. Ở phiên bản này thì bọc dế da hoàn toàn luôn, thì cái da ở phiên bản này thì nó sẽ là chỉnh cơ nha bác, chỉnh cơ 6 hướng. Đây, bọc da ôm sát cái khung xương luôn, nên là khi mà các bác ngồi lên cảm giác thoải rất chi là thoải mái nha các bác. Đây, trên vô lăng thì mình sẽ làm bọc da ba chấu hoàn toàn. Đó, có tích hợp đàn thoại rảnh tay rồi cruise control, chạy ga tự động. Ở phiên bản số sàn này vẫn có luôn nha các bác. Trên đây là táp lô này, cũng là bọc da hoàn toàn luôn ha. Ở phiên bản số sàn này ấy, thì các bác sẽ sử dụng là chìa khóa cơ thôi ha, không có sử dụng start top đâu. Ở phiên bản này thì bên Nam đã độ sẵn cho các bác một cái nâng cấp một cái màn hình, nó lên cái màn hình OLED cho các bác luôn. Và đây cũng là món quà tặng theo xe mà bên Nam muốn gửi tới khách hàng, để các bác khi mà nhận xe thì lấy màn hình không có cái màn hình thì nó nhìn nó hơi thiếu. Bên Nam gắn và test sẵn là ở trên màn hình OLED thì thấy cũng khá là ổn nha các bác. Phía dưới thì có cụm điều hòa chỉnh tay, rồi hộp số là hộp số sàn đây, 6 cấp ha, có tích hợp sẵn auto hold và phanh tay điện tử luôn. Đối với Isuzu thì hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba là khá là rộng rãi nha các bác. Các bác ngồi 1m7, 1m8 là ngồi vô tư luôn đó, khá là rộng rãi. Cái này ở hàng 2 thì mình sẽ có tính năng là gập cố định một chạm ha. Đó. Khá là tiện lợi cho các bác bước lên bước xuống, chỉ cần gập một phát là nó bật lên rồi. Hàng ghế thứ 3 thì các bác có thể là chỉnh ngả được một góc nữa. Và ở phiên bản ở phía dưới đây thì mình sẽ có một cái cổng sạc AC 220V ha. Đó. Mấy cái ốp viền này kia là nhìn thiết kế sắc sảo lắm. Sơ bộ là về phần động cơ thì nó vẫn là động cơ 1.9 lít thôi, có turbo thì vẫn sử dụng chung với cái động cơ 2018. Nhưng mà ở cái đời mới này thì cái độ trễ chân ga cũng như là cách âm nó thì nó sẽ tốt hơn nha các bác. Đó, ở bản số sàn thì mình sẽ có cân bằng điện tử này, hỗ trợ lên dốc xuống dốc. Và bản này thì mình có trang bị thêm là hai túi khí luôn. Đấy, thì bác nào mà đang quan tâm cái mẫu B7 số sàn thì cứ liên hệ với trực tiếp với Nam. Và số online là 0355 282528 để bên Nam hỗ trợ báo giá cho các bác nha. Cũng như là bên Nam cũng đang có chương trình khuyến mãi giảm giá này, ưu đãi trong tháng 3 này, lên tới 70 triệu luôn ha. Thì ngoài ra thì ở cái dòng xe 7 chỗ này bên Nam đang hỗ trợ cho khách hàng vay đến 80%. Thì thủ tục cũng nhanh gọn lẹ, không cần chứng minh thu nhập gì hết. Các bác chỉ cần ok hồ sơ với ngân hàng là được ha. Và ở thời điểm này thì các bác không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ nữa. Các bác lưu ý là không cần phải mua bảo hiểm nhân thọ nữa nha. Đó. Và bên Nam hỗ trợ vay đến 80% thì các bác chỉ cần trả đối ứng trước là gần 300 triệu là các bác có thể lấy một chiếc xe 7 chỗ rồi về để kinh doanh dịch vụ hoặc là làm ăn rồi. Đó, thì bác nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với Nam. Cần báo giá chi tiết thì cứ alo cho Nam hoặc là kết bạn Zalo với số online là 0355 282528 hiển thị trên màn hình đây các bác. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video sau nha.